Chào cả nhà, đây là củ ngải đen và ngải chống độc của bên shop. Ngải đen và ngải chống độc nó có công dụng rất là tốt và được bà con lưu truyền, truyền miệng. Qua nhiều thầy thuốc thì cái củ ngải này nó có nhiều cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, ngăn ngừa, ức chế và kìm hãm được cái sự phát triển của tế bào ung thư, tránh những nguy cơ lây lan và phát triển mạnh của căn bệnh ung thư. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ phòng ngừa các bệnh như là tai biến này, những cái bệnh rất là quan trọng, giúp tăng cường hệ miễn dịch này, chống viêm nhiễm này và kháng khuẩn. Ngoài ra nó còn chữa các bệnh về đường tiêu hóa như là những cái bệnh lặn bụng này, đầy bụng này, trướng bụng, tiêu hóa kém. Bài thuốc ngải đen và ngải chống độc được kết hợp với nhau sử dụng rất là hiệu quả, giúp ngăn ngừa được các bệnh như là ung thư, tai biến. Ngoài ra thì nó giúp giải độc tố, kháng u và rất là tốt cho hệ miễn dịch của mình, hệ tiêu hóa. Nên là mọi người có thể mua để sử dụng được rất là tốt nha. Gia đình mình nên có ít nhất là 1 đến 2 loại ngải thế này để mình pha nước mình uống hàng ngày, giúp hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng, sức khỏe cho cơ thể của gia đình mình nhé. Hiện tại thì bên shop mình có bán dạng khô và dạng bột, có cả củ tươi nữa, nhưng mà củ tươi thì tùy theo mùa nó vẫn có nha cả nhà nhé. Với dạng này thì các bạn có thể pha hai loại bột chống độc và bột ngải đen vào để mà mình sử dụng chung. Mỗi ngày thì mình sử dụng 2 lần, mỗi lần thì từ 1 đến 2 thìa nhỏ, pha với lại nước ấm và mật ong, mình uống hàng ngày, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Cả nhà nếu có nhu cầu muốn sử dụng ngải chống độc hoặc là ngải đen, mọi người hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.